Chào mừng các bạn đến với kênh Thích Review Phim Hay của chúng tôi. Đây là nơi chia sẻ những đánh giá phim, nhạc phim, lịch chiếu phim, hình ảnh của các diễn viên ngoài đời thực và đặc biệt là những cảnh hậu trường đầy vui nhộn và thú vị. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá thế giới điện ảnh và phim truyền hình đầy hấp dẫn này nhé. Và 1, 2, 3, let's go! Hôm nay Thích Review Phim Hay sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim võ thuật cổ trang đầy hấp dẫn có tựa đề là Thiếu Niên Ca Hành. Cả nhà cùng theo dõi nhé! Tất cả các loại võ thuật đều nằm trong tay ta. Dù có bất tử thì cũng bị chém. Cảnh đánh nhau này có thể gọi là cảnh đánh đẹp nhất. Tử tiên Bách Lý Đông Quân đánh với địa tiên Mạc Y. Tuy rằng hai vị tiên nhân này đã đạt trình độ cõi huyền bí của du hành thần thánh, nhưng Bách Lý Đông Quân không mạnh hơn Mạc Y, chỉ có thể mượn binh khí mới có thể đối kháng được. Bách Lý Đại Thành Chủ có thể điều khiển ba loại binh khí cùng một lúc. Ba món vũ khí được ông ấy biến thành vô số lưỡi kiếm sắc bén và tấn công Mạc Y. Đối mặt với một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy, chỉ thấy cánh tay của Mạc Y giơ lên thì vô số cọc tre lập tức bắn lên từ mặt đất, sau đó đẩy bằng cả hai lòng bàn tay, cọc tre tấn công như một thanh kiếm sắc bén. Mạc Y là kẻ mạnh nhất thiên hạ, bước vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh từ năm 9 tuổi, 29 tuổi đã đạt cấp thần du huyền cảnh, tướng mạo trông giống như chàng trai trẻ, nhưng thật ra ông ta đã vào cảnh giới du hành thần thánh này 40 năm rồi, thực lực cũng là thiên hạ đệ nhất. Ông ấy chỉ dùng ngón tay làm kiếm, đánh nhau với Bách Lý Đông Quân nhiều lần rồi. Hai người đánh nhau rung chuyển đất trời, dẫn đến khói đen che luôn ánh sáng ban ngày. Quốc sư Tề Thiên Thần đoán được sự việc, lập tức kêu đệ tử lập Đạo Long trận pháp, mượn trận pháp này để đến giúp tử tiên. Đánh nhau trong thời gian dài nên thể lực bị tiêu hao, và thế là Bách Lý Đông Quân cũng bị đánh bại, nôn ra máu không ngừng. Đánh không lại rồi, biết mình bị áp đảo, ông ta yêu cầu mọi người chạy trốn càng sớm càng tốt, và ném một chai rượu mạnh bà cho Tiêu Sắc để có thể bảo vệ cho anh ấy không chết. Sau đó lại nhảy lên và tiếp tục chiến đấu với Mạc Y, để mọi người tranh thủ thời gian chạy thoát. Không ngờ Mạc Y lại phân thân đến cản bọn họ ngay lúc mọi người gặp nguy hiểm. Cũng may quốc sư kịp thời đến giúp đỡ. Quốc sư và Mạc Y là huynh đệ đồng môn, nhiều năm không gặp, bây giờ mọi chuyện đã khác, con người cũng đã khác. Quốc sư đánh phạt sư đệ, thân là người chánh đạo thì không nên gia nhập ma đạo. Sao? Sư huynh cũng muốn ngăn chặn đệ nữa à? Nhưng bây giờ cảnh di giữa huynh và đệ như khác biệt giữa trời và đất, huynh lấy cái gì cản trở ta? Mạc Y niệm tình sư môn đã cam chịu cho sư huynh đánh ba đòn, nhưng sau khi tiếp ba đòn thì ông ta cũng không bị thương gì. Ba chiêu kết thúc, Mạc Y quyết định xử lý tất cả. Quốc sư và Bách Lý Đông Quân biết họ không đánh lại, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu. Cuộc chiến đấu giữa ba vị thần tiên là cực kỳ hiếm. Họ dùng chân làm đuôi kiếm, thân là kiếm, nắm tay làm kiếm, ngón tay chỉ dẫn kiếm, chính thức đạt được cấp độ người kiếm hợp nhất. Quốc sư là Bách Lý Đông Quân liên kết, tuy có thể đối đầu với Mạc Y, nhưng nếu muốn chiến thắng thì vẫn cần một cú đấm khác để đánh bại ma quỷ. Lúc này Lôi Vô Kiệt có thể tham gia, thì ra Vô Tâm, bạn của cậu ta, đã truyền thụ tâm pháp này cho anh ta. Đây chính là tâm pháp diệt ma, anh ta dùng hỏa pháo thuật để tiến lên cảnh giới Tiêu Diêu, sau đó gia nhập vào cuộc chiến. Chiêu hàng ma này rất tốt, chiêu này làm cho Mạc Y hao tổn sức lực, nên ông ta cũng không còn chống đỡ lâu được nữa. Ông ta lại dùng vô số thanh trúc hợp lại để bao vây đối thủ, sau đó đánh hạ ba người bằng một đòn cực mạnh. Lúc này, Tiêu Sắc dùng ngọn giáo do Thiên Lạc ném ra để đến trước mặt Mạc Y, dùng thuật đoán tâm do Vô Tâm dạy để dẫn tâm ma của Mạc Y đi vào huyễn cảnh. Bách Lý Đông Quân liền đến kịp thời dùng rượu mạnh bà cho Mạc Y uống. Trong cơn mơ, Mạc Y đã thấy em gái của mình, hiểu được cái chết của em gái không phải do mọi người thờ ơ, mà là em gái muốn ông ta sống tốt sau này. Mạc Y cuối cùng cũng phá bỏ được mối thù trong lòng, tâm ma cũng bị tiêu trừ. Để cảm ơn, Mạc Y đã chữa khỏi bệnh cho Tiêu Sắc, còn đem chân khí của mình truyền cho Tiêu Sắc. Điều này đã đặt nền móng cho anh ta trở thành một cao thủ vô song trong tương lai. Nội công của ta có thể bảo vệ kinh mạch cho ngươi, cũng giúp ngươi đạt được cảnh giới cao thủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ quan điểm của mình và lắng nghe ý kiến đóng góp từ các bạn. Hãy khám phá thế giới điện ảnh đầy hấp dẫn này cùng chúng tôi bằng cách nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo kênh Thích Review Phim Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!